Thưa quý vị, từ ngày hôm nay 29 tháng 9, cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên và người hỗ trợ đi cùng không ở trong vùng dịch được trở về Đà Nẵng. Ghi nhận của phóng viên Đà Nẵng TV sáng nay tại chốt kiểm soát C1 Tạ Quang Bửu, quận Liên Chiểu. Thưa quý vị, chốt C1 Tạ Quang Bửu, quận Liên Chiểu là một trong 4 chốt kiểm soát sẽ tiếp nhận giáo viên và học sinh từ các tỉnh về thành phố Đà Nẵng từ ngày hôm nay cho đến hết ngày 6 tháng 10. Và theo ghi nhận thì trong buổi sáng đầu tiên thì đã có một lượng khá đông học sinh và giáo viên các tỉnh phía Bắc về thành phố Đà Nẵng. Và tại chốt kiểm soát này thì các lực lượng chức năng đã có cái sự phối hợp nhịp nhàng với nhau để triển khai công tác đón nhận học sinh một cách chu đáo và an toàn. Trong đợt này có hơn 17.000 người thuộc 46 tỉnh thành phố không ở trong vùng dịch tự túc phương tiện đường bộ trở về ở 4 chốt kiểm soát. Từ sáng sớm, giáo viên, học sinh, người đi cùng đã đến các chốt thực hiện đầy đủ các quy trình để vào lại thành phố. Dạ, ba mẹ nhận là gần vũ, cháu dài vũ dơ. Dạ, ba dần cháu tới đeo rồi mẹ, cháu trở về. Cô giáo của cháu thì đã liên hệ với gia đình để đưa cháu vào học sớm nhất. Thì gia đình đã chờ đợi cái ngày được vào Đà Nẵng lâu lắm rồi. Cho nên là hôm nay nghe được Đà Nẵng đón học sinh vào để đi học thì gia đình ngay lập tức là vào luôn sáng sớm. Tại các chốt kiểm soát, các lực lượng liên ngành đối chiếu với danh sách do Sở Giáo dục và Đào tạo cung cấp cho phép công dân có tên trong danh sách, đơn có xác nhận của địa phương nơi tạm trú được qua chốt, hướng dẫn công dân khai báo y tế và xét nghiệm nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2. Toàn bộ kinh phí xét nghiệm do thành phố hỗ trợ, tạo sự an tâm cho giáo viên, phụ huynh, học sinh khi trở về địa phương. Theo cái kế hoạch của Sở Giáo dục thì mình vào đây để có gì đó mình bắt đầu tiếp tục cái công việc dạy trực tiếp ở trên lớp sau khi mà tình hình nó bình thường trở lại. Vì mọi cái kế hoạch, mọi cái cũng vắng, điều sở và nhà trường hướng dẫn rất là cụ thể nên mình không gặp vấn đề gì cả. Sau khi vào thành phố và đến nơi cư trú, cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh thông báo với cơ quan y tế hoặc chính quyền công an địa phương để được quản lý, giám sát, theo dõi sức khỏe, cách ly tại nhà 14 ngày theo quy định áp dụng biện pháp cách ly tại nhà do Ủy ban nhân dân xã, phường ban hành.